Vũ Quang Trung xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel YouTube của Vũ Quang Trung cũng như của trường VQT Music Academy. Và những bạn nào lần đầu tiên đang tham gia channel YouTube của Vũ Quang Trung có thể nhấn vào nút like, nút share hay là chia sẻ những bình luận cùng với cả Vũ Quang Trung để nhận được những video của hàng tuần. Và trong cái chủ đề của lần này thì Vũ Quang Trung chia sẻ với các bạn là về các cái thế bấm ở bấm, và như các bạn thấy khi các bạn chơi các cái câu solo bên tay phải hay là các bạn chơi ngẫu hứng thì bên tay trái thường sẽ phải có những cái thế bấm ở bấm. Thì ngoài cái việc lý thuyết mà các bạn biết các cái nốt ra những cái thế bấm như thế nào, đó là những cái mà Vũ Quang Trung muốn chia sẻ cùng với các bạn trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với cả cái bài học ngày hôm nay. Và như các bạn biết, có thể nói rằng là đây là một trong những cái khóa học mà Vũ Quang Trung đã tạo ra trên cái website là VQT Piano. Đây là khóa học về piano cha cơ bản module thứ 3 dành cho về tất cả những cái thế bấm hợp âm. Một số các bạn sẽ hỏi rằng là mình đã hiểu về lý thuyết về các cái hợp âm đó rồi thì tại sao mình phải học các cái thế bấm và hợp âm đấy để làm gì? Vũ Quang Trung sẽ giải thích cho các bạn thấy. Và như các bạn thấy rằng là ví dụ một cái tác phẩm các bạn đang chơi, ví dụ như là bất cứ một tác phẩm nào, ví dụ như cái các bạn đang thấy đây là trên giọng la thứ chẳng hạn, các bạn biết rằng hợp âm là các bạn sẽ có hợp âm la thứ. Tôi có thể các bạn chơi là hợp âm la thứ 7, rồi sau các bạn sang hợp âm re thứ 7 như thế này chẳng hạn, rồi các bạn sang hợp âm là son 7, rồi là đô 7 trường, fa 7 trường. Thì các bạn thấy rằng là rất là dễ dàng để biết rằng là những cái nốt nào trong hợp âm. Ví dụ như là la thứ 7 các bạn sẽ có là la, đô, mi, son. Các bạn sẽ chơi như thế này cho bên tay phải, hoặc là các bạn có thể chơi như thế này, la, đô, mi, son bên tay trái. Hầu như tất cả các bạn mới bắt đầu tập piano thì đều chơi như vậy, và hoàn toàn rằng là không có gì là sai khi các bạn mới bắt đầu tập piano. Nhưng khi các bạn bắt đầu chơi piano một thời gian thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những người đang chơi piano ở một cái trình độ là solo hay ngẫu hứng thì người ta ít khi sử dụng là hai tay mà các bạn sẽ chơi là như thế này chẳng hạn. Ví dụ đây là hợp âm la thứ 7 mà chơi cả hai tay như vậy. Cũng rất là ít khi các bạn sẽ chơi là hai cái tay trái các bạn sẽ chơi toàn bộ hợp âm la thứ 7 như này trong khi tay phải các bạn đang chơi cái giai điệu. Ví dụ như các bạn đang thấy cái tác phẩm, một trong những tác phẩm rất hay là Black Orpheus, ví dụ các bạn đang thấy như này. Đó, các bạn thấy không? Ví dụ như các bạn biết chính xác những hợp âm này, và những hợp âm này các bạn chơi hoàn toàn không có gì sai cả, là la thứ 7, C thứ 7 giáng âm 5, hay là B minor 7 flat 5, rồi sang đây là Mi 7, là E7, đúng không? Rồi sau đó các bạn trở về lại với cả la thứ 7. Các bạn thấy không có gì là sai về lý thuyết cả, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là trong khi giai điệu bên tay phải các bạn đang chơi một nốt mà bên tay trái các bạn chơi là 4 nốt thì các bạn sẽ thấy là cái sự cân bằng của nó đã được không được tốt. Chính bởi vì vậy, đâm ra là cái điều đầu tiên nó sẽ tạo ra cái bè đệm của các bạn nó bị quá nhiều, quá nặng nề so với cả một cái nốt giai điệu bên tay phải của các bạn. Cái điều thứ hai nữa là khi các bạn mà chơi nhanh một cái tốc độ tác phẩm chơi trung bình và nhanh hơn, ví dụ như các bạn đang chơi với tempo là 100, 120 hay là 140 chẳng hạn, thì cái việc mà phải chộp lúc nào cũng phải bốn nốt hay là ba nốt gì đó thì các bạn sẽ thấy khó khăn hơn nhiều, đúng không? Đó là những cái lý do mà khái niệm đơn giản nhất để cho các bạn thấy rằng là tại sao mình đã hiểu cái lý thuyết về những cái hợp âm rồi, nhưng mà cái thế bấm hợp âm thì lại là một cái điều khác, một điều rất là quan trọng. Và trong tiếng Anh thì người ta gọi đó là chord voicing. Và những cái mà Vũ Quang Trung muốn chia sẻ cùng với các bạn trong ngày hôm nay đó là về những cái thế bấm mà sẽ giúp cho các bạn luyện tập mà để chơi tất cả những tác phẩm một cách dễ dàng hơn. Và đây cũng chính là một trong những cái khóa học mà Vũ Quang Trung đã chia sẻ trong
cái VQT Piano. Và nếu như các bạn hứng thú với toàn bộ cái khóa học này, các bạn có thể thăm trang nhà là VQT Piano và Piano Jazz cơ bản, module 3 là về là chord voicing. Và như các bạn thấy, ở trong trường hợp đây Vũ Trung đang lấy cái giới thiệu rằng là đô 7 trường. Các bạn thấy đây là hợp âm đô 7 trường. Rồi sang cái bậc 4 của nó đây là đô đúng không? Các bạn đi lên đây là 4 nhưng mà đi xuống sẽ là trở thành 5. Chính vì vậy mình đi theo vòng gọi là circle of fifth. Và các bạn thấy là đô 7 trường mình đang có gồm những nốt này là đô, mi, son, si đúng không? Rồi sau đó các bạn sang hợp âm pha 7 trường, các bạn chơi là phà, la, đô, mi giống như vậy. Thay bởi vì như vậy các bạn chỉ chơi có 2 nốt thôi nha, các bạn chơi 2 nốt thôi. Các bạn đang chơi là bậc 1 và bậc 7 của hợp âm đô 7 trường, các bạn đang chơi như này thôi. Rồi sau đó các bạn sang hợp âm pha 7 trường, thay vì mình phải chơi nhiều nốt như này thì mình đã tạm thời cái thế bấm đầu tiên các bạn tập đơn giản, các bạn có thể chơi như thế này. Các bạn thấy không, như vậy bạn là 1 7 về đây là 1 3. Như vậy đô 7 trường các bạn chỉ cần chơi như này thôi. Sau đó các bạn về đây là pha 7 trường nha. Và sau đó các bạn sẽ sang hợp âm là si thứ 7 sang âm 5. Các bạn lại chơi giống như vậy. Rồi về hợp âm là mi thứ 7. Rồi về la thứ 7. Rê thứ 7. Son 7. Rồi sau đó về trở lại là đô 7 trường. Và nếu như các bạn chơi hai tay các bạn sẽ thấy như này. Pha si thứ 7 sang âm 5. Rồi son mi thứ 7. La thứ 7. Rê thứ 7. Son 7. Và như vậy các bạn sẽ đặt câu hỏi rằng là hợp âm đây là đô 7 trường mà nếu mà mình chỉ chơi có 2 nốt thôi thì làm sao mà ra được hết cái màu của hợp âm 7 trường? Hợp âm pha 7 trường ở đây mà mình chỉ chơi có 2 nốt là nốt phà và nốt la đây, làm sao được ra cái màu đó? Bởi vì thông thường thì các bạn đâu có chỉ chơi tay trái, các bạn còn chơi tay phải nữa. Và những cái nốt giai điệu bên tay phải kết hợp lại cùng với những cái nốt bên tay trái của các bạn chơi, tự nhiên nó sẽ tạo ra thành cái màu sắc của cái hợp âm đó. Đó là những cái mà lý thú khi các bạn thấy rằng là hợp âm trên lý thuyết là như vậy. Nhưng khi các bạn chơi trong một cái thế bấm hợp âm mà dành cho tay trái và tay phải kết hợp vào cùng nhau thì tay trái thông thường các bạn sẽ chơi rất là nhiều. Có thể nói là tới 70% các bạn chỉ chơi có một nốt hoặc là hai nốt mà thôi. Và bây giờ các bạn thấy khi Vũ Ông Trung đang chơi là đô 7 trưởng ở đây mà Vũ Ông Trung chơi ví dụ như này một cái câu solo thì đó là các bạn thấy không? Như vậy là các bạn rất là dễ dàng để có thể kết hợp giữa tay phải và tay trái. Và hơn những thế là dễ dàng hơn cho các bạn trong tương lai khi các bạn tạo ra những cái comping, ví dụ như là 1, 2, 3, 4. Các bạn có thể làm như vậy và các bạn có thể nghe rất nhiều những nhạc sĩ chơi nhạc cha và đương nhiên là mình có thể áp dụng hoàn toàn với kỹ thuật này vào piano đệm hát hay là piano solo cover, các bạn đều có thể làm như vậy nhé. Và các bạn thấy đó là một trong những cái mà đơn giản nhất, thế bấm đơn giản nhất. Và bây giờ Vũ Trung cũng như vậy, chị chia sẻ cùng với các bạn một cái thế bấm thứ hai cũng dựa trên chỉ là hai nốt thôi nhé, và các bạn sẽ thấy như thế này. Và như vừa rồi thì các bạn đã thấy rằng là cái kỹ thuật mà các bạn đang chơi là bậc 1, bậc 7 rồi trở về bậc 1 và bậc 3. Thì bây giờ các bạn lại chơi là bậc 1, bậc 7 và các bạn chơi là bậc 7, bậc 3. Thì thay bởi vì hợp âm là đô 7 trường các bạn đang có như này, sang hợp âm pha 7 trường thì các bạn phải có nốt pha. Trong trường hợp này các bạn không có chơi bậc gốc ở bên tay trái nữa, các bạn sẽ chơi là bậc 7 ở đây và chơi bậc 3 ở đây. Như vậy cái hợp âm pha 7 trường các bạn sẽ chơi như này, từ đô này, đô 7 trường này sang pha 7 trường này. Hoặc các bạn có thể chơi này, rồi sang đây si thứ 7 giáng âm 5, rồi sang là về la thứ 7, về rê son 7, từ đô 7 trường. Và trong trường hợp này thì các bạn chơi bậc 7 đây, đó là một trong những sự lựa chọn kế tiếp của các bạn khi các bạn muốn rằng là những cái nốt bên tay trái của các bạn càng muốn chọn những nốt màu sắc thay vì những cái nốt có cái bậc nốt gốc ở trong cái hợp âm. Ví dụ như các bạn đang chơi là đô 7 trường thì các bạn đã có nốt đô, các bạn chơi là pha 7 trường các bạn có nốt pha. Nhưng trong trường hợp các bạn chơi là mi và pha ở đây
và mi và la ở đây thì các bạn thấy là không có nốt pha ở đây đúng không? Và các bạn đã muốn chọn cái màu sắc đó, và các bạn sẽ thấy rằng là rất là dễ dàng khi các bạn chơi tốt với kỹ thuật này rồi. Các bạn chỉ cần như này thôi là đô bảy trưởng sang pha ở đây, các bạn chơi là 7 và bậc 3 đây, các bạn chỉ cần thêm một nốt nữa thì các bạn sẽ trở thành là hợp âm pha 7 trưởng, các bạn sẽ có như này ngay. Và các bạn sẽ thấy là về lại đô, đô 7 trưởng, pha 7 trưởng, mi thứ 7, la, rê thứ, son, như vậy rằng là các bạn đã thấy rằng là khái niệm rằng là chơi những cái nốt nào rất là đơn giản bên tay trái và sau đó kết hợp vào các cái scale, các cái câu solo bên tay phải, thì đương nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ kết hợp vào, và lúc này hai nốt bên tay trái nó không còn hoàn toàn là trống nữa. Và điều quan trọng là các bạn cần phải tập với kỹ thuật này cho tất cả các cái giọng trưởng, và cũng như giọng thứ các bạn có thể làm như vậy, chơi hai nốt thôi, chơi hai nốt thôi. Và một lần nữa, các bạn có thể tham gia toàn bộ với khóa học này. Vũ Trung giới thiệu toàn bộ khóa học này không phải chỉ hai thế bấm này mà sẽ được áp dụng sang tất cả những thế bấm khác. Ví dụ như các bạn đang thấy ở đây là sau khi các bạn đã chơi như vậy thì các bạn thấy rằng là mình sẽ có là tay trái chơi hai nốt, trong khi đó tay phải các bạn đang luyện tập. Quan trọng là cái phương pháp luyện tập để giúp cho các bạn từng bước một luyện từ tay riêng, tay trái, rồi sau đó sẽ chơi những nốt gì sang bên tay phải. Từ khi các bạn không chơi nốt nào bên tay phải và bây giờ cái bài tập các bạn đang chơi là 4 nốt bên tay phải, và sau đó các bạn lại kết hợp lại với cái thế thứ hai, và như các bạn đã biết rồi, thay bởi vì mình đang chơi là 1-7 ở đây, các bạn ở đây thì mình có thể chơi này. Các bạn thấy, như vậy nó giúp cho các bạn rằng là luyện tập trong mỗi tuần và các bạn có thể làm như nào. Và sau tất cả những thế bấm này thì các bạn sẽ sang cái bài tập giống như các bạn thấy ở đây là sang bài tập là 251 chẳng hạn. Các bạn sẽ chơi hai nốt bên tay trái, hai nốt bên tay phải như thế nào. Rồi sau đó các bạn sẽ sang toàn bộ các cái thế tay khác nhau mà vẫn kết hợp là giữa hai nốt tay phải, hai nốt tay trái. Và hơn thế nữa, điều quan trọng là khi các bạn chơi sang một cái tác phẩm, ví dụ như đây tác phẩm là để giúp cho các bạn có thể áp dụng ngay với những kỹ thuật mà các bạn vừa mới học và các bạn áp dụng ở trong tác phẩm như thế nào. Và như các bạn thấy rằng là cái chord voicing này có thể nói là rất là quan trọng. Ngoài cái technique này để giúp cho các bạn không phải chỉ là tay trái đệm trong khi tay phải các bạn đang chơi melody hay là chơi một câu solo ngẫu hứng, mà nó còn giúp cho tay phải của các bạn có thể chơi các cái giai điệu kết hợp cùng với các hợp âm. Có thể các bạn kết hợp vừa giai điệu và hợp âm bên tay phải, trong khi đó tay trái các bạn sẽ chơi những nốt gì để các bạn tạo cho cái tác phẩm của mình được hứng thú hơn. Nhưng điều quan trọng hơn là thay vì các bạn học chỉ một tác phẩm, học một tác phẩm, bây giờ các bạn học về cái công thức và các bạn luyện tập với nó trong vòng mỗi ngày, và các bạn có thể nhìn thấy rằng là mình sẽ cần thời gian bao lâu để mình chơi tốt hơn và làm tốt hơn với cả những thế bấm và bơm trong quá trình mình vừa luyện về kỹ thuật và kết hợp với những tác phẩm. Đó là những gì mà Vũ Ông Trung muốn chia sẻ trong cái video của tuần này cùng với các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vũ Ông Trung hẹn gặp lại với các bạn trong cái video của tuần tới.